Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 14 tháng 6 và kính chúc cho quý vị có một cuối tuần bình an. Thưa quý vị, câu chuyện về sư Minh Tuệ vị hành giả đầu trần Chân đất gây bão dư luận trong suốt hơn một tháng vừa qua ở Việt Nam và bây giờ đã lan sang ở ngoài Việt Nam những ai mà quan tâm đến tình hình đạo Phật và những cái tình hình về tôn giáo ở Việt Nam á, chắc chắn sẽ đều rất quan tâm về câu chuyện của sư Minh tuệ vị hành giả đầu trần này bởi vì đã kéo theo quá nhiều người hâm mộ trải dài khắp Việt Nam đến mức độ mà ông phải quyết định là về ở ẩn trong một túp lều, một cái cốc thì chính xác hơn ở ngay Gia Lai ở quê hương của ông. Nhưng mà rồi cuối cùng vẫn không yên thưa quý vị. Về phía nhà cầm quyền, sau vài màn trấn áp và, và những cái thông tin tuyên truyền trên truyền thông, phía chính quyền đã tạm yên tâm là sư Minh Tuệ đã nằm trong vòng kiểm soát rồi. Nhất cử nhất động của ông đều được công an chìm nổi và dân quân túc trực theo dõi. Nhưng mà vẫn không yên là bởi vì từ suốt đầu tuần cho đến bây giờ, hàng ngàn người dân đã tập trung đổ về ở cái cốc của Sư Minh Tuệ ở Gia Lai và khiến cho một lần nữa Sư Minh Tuệ phải mất tích và đây là mất tích lần thứ hai thưa quý vị. Mạng xã hội cũng lan truyền bên cạnh một cái diễn tiến khác là hình ảnh một chục nhà sư khất sĩ trên con đường đi tìm Sư Minh Tuệ là tìm về Gia Lai đó đã bị một nhóm biện pháp chính quyền đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn khi đang trên đường từ tỉnh về tỉnh Con Tum về gia lai và đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy là cảnh năm nhà sư bị mời lên xe và sau đó mất tích cùng với một nhóm khác gồm bảy hành giả tại Con Tum cũng không thấy mặt của những vị này khi được nhắc đến trên mạng xã hội nhưng mà Facebooker Bill Hoàng Phương người thường cập nhật về diễn biến của sư Minh Tuệ cho biết là bốn nhà sư ngủ ở Đắk Lây nhưng mà thức dậy thì thấy mình ở bến xe buôn ma thuộc. Hiện chưa rõ số lượng và số phận chính xác của những nhà sư khất sĩ bị giải tán và họ được đi đâu vẫn là một ẩn số. Thì ngoài nhóm hành giả đi tìm sư Minh Tuệ thì còn một nhóm nữa là người dân hiếu kỳ và những lực lượng Facebooker, YouTuber đang cố gắng là tìm kiếm sư Minh Tuệ để tiếp tục làm những cái sản phẩm video và phố lên trên mạng xã hội mà họ cũng đã kiếm được rất là nhiều tiền trong suốt hơn một tháng vừa qua. Và nhiều người đang đặt ra câu hỏi là Vậy thì sư Minh Tuệ hiện nay và chính quyền và cả hàng ngàn người hâm mộ kéo theo lực lượng Facebooker, YouTube như thế này có phải tất cả đều đang chơi trò trốn tìm hay không? Hay đây chính là một cái kiếp nạn khổ hạnh của ông sư Minh Tuệ trong cái quá trình tu tập của mình và ông đang phải chịu một cái kiếp khổ nạn có nghĩa là muốn ở ẩn muốn được tu nhưng cũng không xong thì uh, bác sĩ chúng tôi có đọc được một cái bài viết trên mạng xã hội là của bác sĩ võ xuân sơn ông có viết một cái ý như thế này nè với cái tình trạng như hiện tại thì ông minh tuệ sẽ đi về đâu trong bài viết thì bác sĩ sơn này dẫn thông tin từ trang wiki uh, cho biết á, là sư minh tuệ là người thứ hai trên thế giới này sau sư ca diếp tu trọn các hạnh đầu đà như vậy thì sư minh tuệ đã trở thành nhân vật quốc tế của đạo phật có hai câu hỏi được đặt ra thưa quý vị về đám đông liệu đám đông và những người cho là ủng hộ và ngưỡng mộ đối với sư minh tuệ họ không thể để cho sư minh tuệ được tập trung tu hành hay sao và câu hỏi thứ hai sư minh tuệ không phải là một nhà bất đồng chính kiến hay là một nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền sư minh tuệ cũng không có truyền bá một ý thức hệ đối lập nào với lại chủ nghĩa cộng sản và ông chỉ lặng lẽ tu và nói những cái câu nó đơn giản tưởng như không có đơn giản được hơn nữa ví dụ con đâu có năng lực gì đâu con đâu có năng lực đặc biệt đâu xin đừng đảnh lễ con nữa con không dám mặc áo cà sa bởi vì như vậy sẽ phạm húy đối với các vị uh, trụ trì tu hành ở trong chùa những câu nói nó giản dị như vậy nhưng mà hàng ngàn người vẫn rất là tin và rưỡng sức ngưỡng mộ ông. Tại sao lại có hiện tượng đó thưa quý vị? Nhiều người sau những suy ngẫm đã có nhận ra một điều rằng mà nó có thể trả lời được hai câu hỏi đó. Có nghĩa là trong cái bối cảnh hiện nay, người dân Việt Nam nói chung và những người đã tin theo đạo Phật nói riêng và những cái ngôi chùa nguy nga lộng lẫy, những vị sư quốc danh á, bây giờ họ cảm thấy họ đã quá chán ngán và mệt mỏi trong suốt cái thời gian vừa qua có quá nhiều những cái thị phi liên quan đến những vị sư quốc danh là trụ trì của những cái ngôi chùa to lớn. Ví dụ không đâu xa, ngay ngày hôm qua cho tới hôm nay, những cái thị phi liên quan đến sư Thích Nhật Từ phải cầu cứu công an để mà phân bua cho mình về một cái clip và cho rằng sư Nhật Từ có những cái hành động quấy rối đối với Phật tử. Sư Nhật Từ là trụ trì của chùa Giác Ngộ, hay là sư Thích Trúc Thái Minh lại có một cái thị phi khác liên quan đến phát chè ở chùa Ba Vàng mà khi có một đứa nhỏ tiến đến gần sư đã khoát tay và đuổi đi chỗ khác. Chính những cái hình ảnh và những thị phi nó xếp nó dồn ứ trong suốt thời gian qua và nó làm cho những người dân người ta cảm thấy quá chán chường những cái ngôi chùa to lộng lẫy và những chiếc mặt nạ của sư quốc danh bắt đầu rớt xuống và người ta nhìn lại thấy sư minh tuệ một cái hình ảnh giản dị hơn như không thể còn cách nào để có thể giản dị và người ta cảm thấy tin và đi theo nhưng tin ngưỡng mộ và thành kính mà còn có cách nào biểu hiện khác hơn là để cho sư minh tuệ được yên ổn tu hay không đó vẫn là cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra nhất thưa quý vị một câu chuyện tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị liên quan đến một thông tin bộ công an việt nam ngày hôm nay họ xác nhận vụ bắt giữ hai bác sĩ công tác tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa của tỉnh đồng nai được biết viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa đó thì có chức năng là thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan tố tụng và bây giờ bộ công an ngày hôm nay họ đưa ra cái thông báo là họ bắt giữ hai bác sĩ ngay tại cái cơ quan này nhưng mà không có nói rõ là vì sao hay là những cái cáo buộc nào chỉ biết thưa quý vị là có những cái cuộc điều tra và những cái cáo buộc nhắm vào hai bác sĩ ngay tại cái trung tâm tâm thần biên hòa này đó là nhiều khả năng họ nằm trong đường dây chạy hồ sơ bệnh tâm thần cho một số bị can bị cáo, vụ bắt hai bác sĩ tâm thần này xảy ra trong bối cảnh công luận đặt những cái câu hỏi thắc mắc về chuyện một số bị cáo là giới chức, á, tự nhiên bình thường không sao hết nhưng mà khi mà phải ra trước tòa thì bỗng nhiên có hồ sơ bệnh tâm thần khi mà hầu tòa ví dụ như người ta vẫn còn nhớ đến cái vụ án một trong những cái đại án rất là lớn ở việt nam là chuyến bay giải cứu hồi tháng 7 năm ngoái đó thì báo lao động cho hay và dư luận bắt đầu rất là bất ngờ khi nhìn thấy bị cáo phạm trung kiên là thứ cựu thư ký của thứ trưởng y tế nhân vật này đó là được ghi nhận là vô địch về tội nhận hối lộ luôn với tổng số tiền đã nhận là lên đến 1 triệu bảy đô la Mỹ. Nhưng mà khi ra tòa đó thì tự nhiên luật sư của ông Kiên lại khai là ông phải chữa trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình quá đi và bây giờ đó ông có những cái hành vi tự sát Rối loạn tâm thần đa dạng không có triệu chứng sau khi bị nhiễm Covid-19 và đặc biệt là bây giờ đối diện với án tử hình thì đó là một trong những cái tình tiết mà dư luận vẫn còn nhớ và họ cho là có những cái quan chức ấy, bằng cách này hay cách khác không biết phù phép tự nhiên ra tòa thì có những cái bệnh án ghi rõ là mình bị tâm thần như vậy. Đó có phải là lý do mà bộ công an ngày hôm nay đã sờ gáy đến hai bác sĩ của trung tâm giám định tâm thần ở Biên Hòa hay không, chúng ta chưa được biết nhưng những câu chuyện này dư luận vẫn râm ran trong suốt cái thời gian vừa qua. Và trong bối cảnh đó thưa quý vị thì tân chủ tịch nước Việt Nam là ông Tô Lâm và là cựu Bộ trưởng Công an Việt Nam. Ngày hôm nay, trong một cái cuộc họp với giới tòa án nhân dân tối cao ở Hà Nội thì ông Tô Lâm được ghi nhận là đã đưa ra lời kêu gọi xây dựng một nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thành công và kêu gọi là tuyệt đối không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Thế nhưng theo RFA đã dẫn lại một cái báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Trong năm 2023, Việt Nam đã thi hành ít nhất là 122 án tử hình trong số những người bị tử hình trong năm 2023. Có trường hợp tử tù đã kêu oan nhiều năm là Lê Văn Mạnh. Vụ thi hành án tử hình này đã bị quốc tế lên án là không minh bạch khi mà quá trình điều tra vụ án bị cho là có nhiều sai sót và tử tù bị bức cung và ngoài Lê Văn Mạnh còn có hai tử tù kêu oan nhiều năm khác và cũng đã được dư luận quốc tế quan tâm, đó là Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải. Thì đó liên quan đến cái lời phát biểu của ông Tô Lâm vào ngày hôm nay xin được thuật lại với quý vị được biết, trong bối cảnh là vẫn có những cái thắc mắc băn khoăn về một số những cái án tử hình đã thực hiện trong thời gian vừa qua trở lại với nước Mỹ thưa quý vị ngày hôm nay một cựu cảnh sát ở Mississippi đã bị tuyên án tù một năm vì cái hành vi mà tòa cho là nó quá là bất nhẫn đó là ông Michael Christian Green sẽ vô tù một năm từ hội từ ngày 26 tháng 7 sắp tới ông đã làm chuyện gì theo những cái đoạn camera đã ghi lại đó thì ông Green đã buộc một người đàn ông đang bị tạm giam giữ trong nhà tù nơi ông uh, công tác đó và khi cái người đàn ông này kêu ông Green muốn là được đi uh, vệ sinh nhưng mà ông Green đã không đồng ý và điều đó dẫn tới là người đàn ông này ở Mississippi thưa quý vị, chúng tôi đang nói về tin một cựu cảnh sát của nước Mỹ đã phải vào tù vì cái hành vi bất nhẫn của mình. Viên cảnh sát Michael Green đã buộc người đàn ông đang bị giam giữ đó là phải tiểu tiện tại chỗ và sau đó phải liếm chính nước tiểu của mình và những cái hành động này đã được ghi nhận lại camera và sau đó đã bị truy tố ra tòa và tòa nói rằng không thể tưởng tượng được là ở cái xã hội này và có những cái viên cảnh sát mà lại có cái hành động mà bất nhẫn như thế này trong hồ sơ tòa thì không có ghi về sắc tộc của viên cảnh sát này nhưng mà theo cơ quan truyền thông á, họ thuật lại thì biết là ông Green là một cảnh sát viên da trắng và người đàn ông mà bị buộc liếm nước tiểu như vậy đó thì là một người gốc Latino đó là câu chuyện về một những một trong những cái hành vi và vẫn gây ra cái sự phản đối và người ta vẫn đặt ra câu hỏi về những cái hành vi của giới hữu trách, giới công lực và cảnh sát đối với những cộng đồng thiểu số trong suốt cái thời gian vừa qua. Nhưng mà một trong những cái tin tức ngày hôm nay nhiều người sẽ để ý đến thưa quý vị đó là ngày 14 tháng 6 hôm nay là ngày mà cựu Tổng thống Donald Trump tròn 78 tuổi. Và trước đây đó là vào hồi Chủ nhật vừa rồi khi mà ông đi vận động tranh cử ở Las Vegas. Ông có nói như thế này nè. Um, có những cái ngày mà gần như là mình không có muốn nó tồn tại đâu tôi không có muốn có những cái thời điểm mà mình không có muốn được hát happy birthday và mình ước gì cái ngày đó không có tồn tại nhưng mà ngày hôm đó đã đến và chính là ngày hôm nay đây là ngày sinh nhật của cựu tổng thống Ngày hôm thứ Năm khi ông Trump trở lại quốc hội thì các nhà lập pháp bên phía đảng Cộng Hòa đã đem bánh tới và đã hát Happy Birthday vang cả cái sàn hạ viện để chúc mừng ông Trump như bày tỏ cái sự ủng hộ và trung thành tuyệt đối đối với cựu tổng thống 45. Còn ngày hôm nay khi mà ông Trump tròn 78 tuổi và quý vị có biết rằng nếu như mà ông đắc cử tổng thống cho cái nhiệm kỳ 47 sắp tới, ông Trump sẽ là vị tổng thống đắc cử lớn tuổi nhất trong lịch sử của nước Mỹ tuyên thệ ở thời điểm ông 78 tuổi 219 ngày và ông vượt qua cái mốc kỷ lục mà ông Biden đã giữ trước đó. Ở thời điểm ông Biden tuyên thệ trở thành tổng thống 46 đó thì ông 78 tuổi và 61 ngày. Và trong ngày hôm nay, bên phía chiến dịch tranh cử của Biden đã tung ra một cái quảng cáo cùng những cái thông điệp chúc mừng sinh nhật của ông Donald Trump và kèm theo những cái lời mát mẻ và nói rằng là ông Trump ở sinh nhật 78 đã có 78 cái thành tựu và họ liệt kê ra ví dụ về cái việc là bị kết án là hình sự, phạm tội hình sự ở Manhattan rồi những cái câu chuyện ông Trump đã ứng phó với Covid-19 uh, trong đại dịch như thế nào và cả những cái nỗ lực bất thành của ông Trump trong việc phủ quyết xóa bỏ đạo luật Obamacare, rồi cả việc là ông Trump đã nhận những cái tôn trạng của mình trong việc xóa bỏ cái đạo luật cho phép phá thai Roe v. Wade thì đó là một trong những cái thành tựu mà bên phía chiến dịch tranh cử của Biden đã liệt kê ra và cuối cùng họ đi đến cái thông điệp để mà chúc mừng sinh nhật ông Trump như thế này. Nghe thì nó có vẻ hơi hơi um mạnh quá thưa quý vị khi họ nói là chúc mừng sinh nhật Donald ông là một người đầy tham nhũng một kẻ thất bại và là một mối nguy hiểm đối với nền dân chủ nền kinh tế và những cái quyền của con người và cả tương lai của nước Mỹ đại diện cho người dân Mỹ món quà sớm nhất mà Biden có thể tặng cho ông vào cái sinh nhật đó là làm sao để bảo đảm chắc chắn là ông không thể nào trở thành tổng thống của nước mỹ một lần nữa thì đó là câu chuyện về ngày sinh nhật của cựu tổng thống donald trump và vào cái ngày mà ông nói ông không muốn là cái ngày đó nó đến nhưng mà rồi nó đã um, trở thành sự thật vào ngày hôm nay một câu chuyện khác chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị liên quan đến một phán quyết gây tranh cãi của tối cao pháp viện trong cái nỗ lực hiện nay của chính phủ đương nhiệm về hạn chế những cái chết thương tâm vì những cái vụ bạo lực súng đạn. Và một lần nữa nói như ông Biden rằng nước Mỹ có một cái đại dịch. Covid-19 thì đã qua nhưng đại dịch những cái chết bạo lực súng đạn và xả súng vẫn luôn luôn tiếp diễn. Ngày hôm nay tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết là bãi bỏ cái lệnh cấm mà cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra trước đó. Quý vị nhớ là năm 2017 ở Las Vegas đã xảy ra một cái vụ xả súng làm cho 58 người chết một cách oan ức và hung thủ đã dùng cái bán súng tự động để mà giết người và giết được rất nhiều người như thế này. Vì lý do đó, ông Trump đã đưa ra lệnh cấm, cấm không được sở hữu những cái bán súng tự động vốn giúp cho hung thủ có thể bắn một cách chính xác và không có bị giật và dễ dàng hơn đó. Thì ngày hôm nay tất cả những vị thẩm phán bảo thủ đã đưa ra phán quyết là bãi bỏ cái lệnh cấm này. Còn những vị thẩm phán cấp tiến thì lên án, ví dụ như thẩm phán ví dụ như là vị thẩm phán cấp tiến tên là Sonia Sotomayor đã viết rằng là chính những cái quyết định ngày hôm nay của Tối cao Pháp viện á nó sẽ làm cho nước Mỹ có thêm nhiều những cái chết thương tâm vì bạo lực súng đạn hơn nữa và đây vẫn là một vấn đề tranh cãi trong nước Mỹ. Và nhân nói về chuyện sở hữu súng đạn thưa quý vị thì đang có một cái thông tin vừa mới xảy ra vào ngày hôm nay chúng tôi đọc được. Đó là tờ Newsweek CNN và một số truyền thông người ta đang nhận định từ cái cuộc thẩm vấn của cựu tổng thống Trump với lại nhân viên quản chế diễn ra vào thứ hai đầu tuần này nè. Tức là sau khi mà ông bị tuyên án là có tội trong tòa hình sự mà thì ông phải trải qua một quá trình thẩm vấn khoảng 30 phút để mà nhân viên quản chế có thể đưa ra bản báo cáo và nộp cho ông chánh án Juan trước khi mà ông đưa ra cái phán quyết cuối cùng của mình dành cho cựu tổng thống. Trong cái cuộc thẩm vấn này, ông Trump có nói với nhân viên quản chế theo truyền thông thuật lại là ông vẫn còn đang sở hữu một cái khẩu súng thứ ba. Có nghĩa là từ trước tới giờ, ông nói rằng ông có hai cái khẩu súng và ông đã phải nộp lại sau khi ông bị truy tố ở new york nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn vào tuần này ông nói là ông còn một cái khẩu súng thứ ba nữa và nó đã được chuyển về florida rồi ngay lập tức giới uh, chính trị gia cũng như là những chuyên gia về pháp lý họ nói nếu như thực sự ông trump vẫn còn giữ cái khẩu súng thứ ba này thì ông đã vi phạm luật liên bang có nghĩa là tội phạm hình sự không được quyền sở hữu súng và chính cái license, cái giấy phép mà được sở hữu súng của ông Trump cũng đã bị tịch thu kể từ sau khi ông bị truy tố. Thì đó là một dấu hỏi rất là lớn mà ngày hôm nay những cái chuyên gia về pháp lý đang được đặt ra. Chiến dịch tranh cử của ông Trump thì nói rằng những thông tin này không có chính xác và rằng ông đã nộp hết tất cả khẩu súng rồi còn đâu. Nhưng chắc chắn đây sẽ là một vấn đề mà nhiều người sẽ đào sâu vào để mà tìm hiểu. Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thưa quý vị liên quan đến Trung Quốc và có vẻ như Trung Quốc ngày càng hung hãn hơn và hiếu thắng hơn và đang đưa ra những cái hành động rất là quyết liệt hơn trong việc là bành trướng ở trên biển Đông. Cụ thể là từ ngày 15 tháng 6 Trung Quốc có một cái quy định là cho phép lực lượng hải cảnh của nước này được quyền bắt giữ và giam giữ tới 30 ngày đối với những người nước ngoài nào mà vi phạm luật xuất nhập cảnh và đã có bước vào cái vùng lãnh thổ trên biển Đông mà Trung Quốc cho là lãnh thổ của mình đó thì ông tổng thống Philippines là ông Marco Jr. Ông đã lên án kịch liệt cái quyết định này và nói là đây là một cái điều lệ rất là đáng lo ngại sẽ làm leo thang tình hình vốn đã căng thẳng trên Biển Đông rồi sau rất là nhiều lần đụng độ giữa Philippines và Trung Quốc trong suốt những cái năm vừa qua. Trong cái sự những cái câu chuyện mà gần đây nhất là thưa quý vị là vụ Trung Quốc đã đâm vào tàu Philippines và thu giữ những cái thực phẩm tiếp tế và nhiều chuyên gia về quân sự và về chính trị họ cảm thấy rất là lo ngại bởi vì họ nói là với cái điều lệ này nè, Trung Quốc có thể nhắm vào bất kỳ phần lãnh hải nào mà họ tuyên bố có chủ quyền. Ví dụ như thậm chí là trong cái tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, với Đài Loan, thì Trung Quốc cũng có thể nại ra là đây là lãnh thổ của họ và bất kỳ một cái tàu nào mà rơi vào tầm ngắm đó thì Trung Quốc sẽ có được quyền ngang nhiên là bắt giữ thủy thủ đoàn và chính vì điều này mà bên phía bộ tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ họ lo ngại là chính Trung Quốc tự đặt ra luật chơi và có khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Và đó là những tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.